xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái về sản phẩm sữa rửa mặt tạo đỏ của Charm. Thì bình thường á, riêng bản thân mình á, bình thường mình xài á, là mình xài một cái loại sữa rửa mặt mà vẫn hay có rất là nhiều loại bán trong siêu thị á, thì mình mua về mình sử dụng thôi. Thì mình mua thì mình cái sữa rửa mặt đó là sữa rửa mặt bình thường à, thì mình chỉ cần thấm nước vào mặt xong rồi lấy ra một ít sữa rửa mặt xong rồi rửa lên mặt rồi thoa đều rửa lên mặt xong rồi rửa lại với nước. Lúc đó thì mình sẽ cảm giác đó là da mặt của mình khá là sạch và nói chung là thấy sạch nè và thấy cũng bình thường, xài cái đó là vẫn bình thường, thấy ok đó. Nhưng mà hôm nay là có sữa rửa mặt của Charm từ tạo đỏ. Thì đặc trưng của sữa rửa mặt này là sẽ như thế nào? Đây là nó có cái đầu cọ. Đầu cọ này là bằng silicon nha mọi người, nên nó rất là mềm. Nhưng mà công dụng chính của nó là nó sẽ làm sạch cái bụi bẩn của mọi người ở trên da nè, là rất là sạch luôn á. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tự tạo bọt luôn. Bình thường những cái sản phẩm bình thường á, khi mà các bạn sử dụng sữa rửa mặt á, các bạn lấy ra, các bạn thoa tay xong các bạn tạo bọt, đúng không nè? Đó, thì mình phải có mất thời gian và mình tạo bọt nữa, nó mới được lên nhiều bọt trên da. Còn cái này á, khi mà các bạn xịt ra như thế này nè, đó là nó có bọt sẵn luôn. Mình rửa thôi. Trước khi mọi người lấy trà lên da như thế này, mọi người nhớ làm ướt da một chút xíu nha. Đó, các bạn thấy cái cọ silicon này rất là mềm nha, nên là nó làm sạch da mình rất là tốt. Đó, ngoài ra trong cái thành phần của sữa rửa mặt này nè, đó các bạn ấn vậy là nó sẽ ra một tí xíu bọt nữa nè. Đó, trong cái thành phần của sữa rửa mặt này nó có tảo đỏ. Đó, tảo đỏ lấy từ vùng biển Baltic lên luôn á, nó sẽ rất là tốt cho da, làm cho da của mình chắc khỏe nè, và có thành phần là muối biển nè, nên là nó làm da của mình rất là sạch. Nó có thể kềm dầu và làm trắng da luôn, làm trắng da cho mọi người, nên là sữa rửa mặt này sử dụng được cho tất cả các cái loại da. Và nếu như mà da khô hay da nhờn đều sử dụng được hết, sử dụng được rất là tốt, bởi vì nó điều quan trọng là nó sẽ làm da của mình rất là sạch luôn. Đó, các bạn thấy không ạ? Có cái đầu silicon này á, thì nó sẽ đánh bay được tất cả các cái bụi bẩn trên da của mọi người, nên là khi mà sử dụng cái này là các bạn hạn chế được các cái mụn nữa. Đó, nên là sử dụng cái này rất là sướng. Và sữa rửa mặt này á, là các bạn sử dụng được cho nam và nữ luôn. Các bạn nên nhớ sữa rửa mặt này có hai thành phần quan trọng, đó chính là tảo đỏ, và thành phần thứ hai là cái phần thành phần muối, nó sẽ làm cho da của mình rất là sạch và cái da của mình săn chắc và trắng lên từ từ khi mà sử dụng cái này. Đó, các bạn thấy không, có đầu silicon trà rất là tốt luôn đó. Và một chai như thế này á, là dung tích á, là 150ml, các bạn có thể xài từ 5 đến 6 tháng và nam hay nữ đều xài được, sử dụng được. Hiện nay trên thị trường á, sữa rửa mặt tảo đỏ thì hầu như là chưa có, chỉ có Charm mà mới ra sản phẩm dòng sản phẩm sữa rửa mặt tảo đỏ thôi, nên là các bạn có thể mua về dùng thử với giá là 290.000 một cái chai như thế này, và các bạn sử dụng được 5 đến 6 tháng và rất là tốt cho da của mình. Đó, bây giờ mình sẽ rửa lại bằng nước. Rồi xong. Còn cái đầu cọ này nè, các bạn chỉ cần nhúng với nước là cho nó sạch, vậy là xong rồi. Đây, nhúng với nước là cho nó hết cái bọt thôi, rồi các bạn đậy nắp lại thôi. Đó, đậy nắp lại, thế là xong. Đậy nắp lại, đây, đó. Thì sau khi rửa mặt sạch á, các bạn sẽ thấy á, da của mình á, nó rất là mịn luôn, nó
sạch hơn rất là nhiều so với là dùng sữa rửa mặt thông thường á. Đó. Đó là cái cảm nhận đầu tiên mà khi mà mình sử dụng lần đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên mình dùng cái sữa rửa mặt này nè là mình cảm giác là nó mịn, da nó mịn hẳn luôn. Và đến nỗi người kế bên mình á sờ sờ thử vào da thấy là mịn hơn so với mình xài cái loại bình thường á, mịn hơn da mịn, mịn hơn mình hơn cái lúc bình thường luôn á. Đó. Đó. Hơn cái lúc mà chưa dùng sữa rửa mặt luôn á. Nên là các bạn muốn làn da của mình sạch, trắng lên từ từ và được nuôi dưỡng và chắc khỏe thì các bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt tảo đỏ này của Trang nhé. Chỉ 290.000 thôi, với nguyên liệu hoàn toàn nhập khẩu từ nước ngoài về nha. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đặt hàng thì cứ liên hệ với mình theo số điện thoại 0954 099740 nha. Xin chào.